Nha, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay là cho mọi người là thăm cái chuồng heo thả lan nha. Đây heo gừng nè. Đó, ở đây là nuôi là nó không gian nó cũng rộng nha mọi người, nên nó đỡ cái lượng mỡ nha. Đó nè, nhìn heo rất chắc luôn. Nếu mình nuôi cái hẹp quá thì nó ít vận động quá, nên nó dễ lên mỡ nha. Còn heo này thì mình nuôi rộng thì đa số là nó rất dẻ thịt nha, nó không có bị mỡ nhiều nha. Nè con gồi gồi không ha. Nè đây vừa trồng luôn. Khu này nuôi khoảng 100 con nha mọi người, lớn nhỏ là khoảng 100 con heo rừng đó. Này đây là heo heo nái nha, con này khoảng 70 kg. Đây đây là bốn heo nái nha. Đây thêm vịt nữa. Dưới đây là cá. Đây, tiếp tục qua chỗ này nữa. À, cái này là heo heo giống này tầm khoảng 10 đến 12 kg này. Cũng lớn cho nghe mọi người, quá đẹp luôn. Đây mình đi vào sâu nữa. Đâu heo của mình vũ khí đâu? Đâu đây là bà chủ chăn heo nghe. Ừ. Chờ chờ. Đây, cái này là chuồng này là vắng 2 4 6 con. Đây mình nuôi riêng lẻ không à, không có nuôi tập trung nha. Cái chuồng là 6 7 con, 6 7 con chứ không có nuôi nhiều nha mọi người. Nuôi nhiều thì nó dễ bị dịch, nên mình nuôi ít này thì nó đỡ đỡ dịch nha. Có dịch thì mình xử lý nó kịp nha. Ăn như heo á. Này là kết hợp mình nuôi chung với gà nghe, nên khỏi phải tốn tiền mua thức ăn cho gà nữa nghe, nó có lợi đủ kiểu nghe. Rồi, cái này là gà chạy đồng luôn. Cho ăn thêm nữa vậy? Nó ăn chung cái heo luôn, đổ lúa làm gì? À, lúa nó bị hư hả? Chăm gà không? Chăm con không? Có 7 con đấy. Thấy nhiều quá mà. Thấy nhiều lắm mà, 7 con gì? Ở đây không chục con rồi đó. Thank you.
này nuôi kết hợp luôn phải không? Chăn nuôi kết hợp phải không? À vậy hả? Cứ người có nhân phải không? Ở ngoài này chắc gà coi linh quá, thấy con nhân này mới nữa nè. Giờ này gà đá không đó. Heo vô ăn lúa luôn heo được. Tập cho ăn lúa luôn, mai mốt chị dễ cho ăn á. Mốt cái lúa đậu vô là nó bữa hả? À. Ít hả? Ngoài em ít. Rồi. Rồi. Cá này không được cá gì đây? Ủa, cái bá kìa. À, qua mà coi cái chuông này. Nè cái này là tầm khoảng 13 kg, 14 kg. Heo quá đẹp luôn. Thịt nướng lên là nhậu bia là đúng bài luôn nha mọi người. Này nè ngỗng nè. Ngỗng với vịt xiêm nha. Thôi xin chào mọi người ha. Hôm nay là cho mọi người thăm cái chuồng heo của mình á. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Rồi, chuồng heo Thái Lan nha. Rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Xin chào mọi người.